chào quý vị và các bạn. Hôm nay khối không khí lạnh tăng cường yếu lại kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m nên hầu khắp miền Bắc đều có chung trạng thái nhiều mây âm u, mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Trời chuyển sang trạng thái là rét ẩm. Trong đêm nay và ngày mai thì hai hình thế thời tiết chi phối Bắc Bộ sẽ suy yếu và biến tính. Thời tiết sẽ có sự phân hóa khá rõ rệt. Với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì nơi chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và biến tính, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn vào buổi sáng vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Trời phổ biến nhiều mây khiến cho nền nhiệt trong ngày mai tại khu vực này chỉ từ 16 cho đến 20 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, rãnh gió Tây lại suy yếu, vì thế trong đêm nay và ngày mai tại khu vực này sẽ phổ biến ít mưa, trời có nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ thì cao nhất ngày 21 đến 23 độ. Không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho thời tiết các tỉnh miền Trung có sự khác biệt khá là rõ ràng. Ở phía Bắc của đèo Hải Vân, các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế trở ra Thanh Hóa thì đêm nay và sáng mai trời sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ từ 20 cho đến 24 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời phổ biến nắng ráo, nhiệt độ sẽ cao hơn từ 25 đến 30 độ. Đêm nay và sáng sớm mai, người dân các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục tận hưởng chút se lạnh về đêm của không khí lạnh mang đến. Mức nhiệt đêm nay ở Tây Nguyên sẽ tiếp tục duy trì từ 15 cho tới 18 độ, miền Đông Nam Bộ từ 19 đến 21 độ, trời rét nhẹ, còn Tây Nam Bộ nhiệt độ là 21 đến 23 độ. Sang ngày mai, Tây Nguyên Nam Bộ trời sẽ nắng sớm, nhiệt độ ngày tăng nhanh, phổ biến 28 đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, khu vực phía Bắc của huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, khu vực Nam Biển Đông, phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.